Bạn đang nghe từ Phonos Tóm tắt sách Dạy con làm giàu Tập 11 Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác Tác giả Robert T. Kiyosaki Điều gì đã khiến người giàu trở nên giàu có? Nếu câu trả lời chỉ là làm việc chăm chỉ, tại sao rất nhiều người trên thế giới cũng làm việc cần mẫn thậm chí gấp nhiều lần như thế cũng chẳng thể sở hữu khối tài sản khổng lồ còn nếu là trí thông minh tại sao có rất nhiều người khôn ngoan nhưng cả đời cũng chỉ làm nhân viên cho người giàu trên thực tế khác với những người bình thường chỉ được đào tạo để tìm kiếm công việc những người giàu nhất thế giới đều xây dựng một mạng lưới kinh doanh việc làm chủ hệ thống mạng lưới này là yếu tố then chốt làm nên sự giàu có của họ. Vậy thì giá trị then chốt của kinh doanh tiếp thị mạng lưới là gì? Tại sao nó lại được xem là phương pháp có tính cách mạng nhất trong số các hình thức kinh doanh hiện nay? Tất cả sẽ được tác giả Robert Kiyosaki giải đáp thông qua cuốn sách Dạy con làm giàu, tập 11. Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác Cuốn sách hứa hẹn cung cấp những thông tin bổ ích về kinh doanh tiếp thị mạng lưới, qua đó giúp độc giả có cái nhìn toàn diện và cởi mở hơn về nó. Theo Kiyosaki, trong vô vàn cách thức khác nhau, đây có lẽ là hình thức kinh doanh sáng tạo và phù hợp với tất cả những ai đang theo đuổi ước mơ giàu có. Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc nhất của cuốn sách, dạy con làm giàu, tập 11 trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác được phonos chọn lọc để gửi đến bạn nội dung thứ nhất tính đột phá của kinh doanh tiếp thị mạng lưới người cha giàu của robert kiyosaki từng nói với tác giả rằng bởi vì nhiều người không có kiến thức tài chính nên họ phải nghĩ ra những cách khác nhau để trở nên giàu có mà không nhất thiết phải xây dựng mạng lưới kinh doanh có người giàu nhờ vào việc kết hôn, lừa đảo người khác, thừa hưởng tài sản, trông gậy vào may mắn, vân vân. Và cũng có người giàu bằng cách làm việc chăm chỉ, tự khởi nghiệp hay lựa chọn đầu tư. Điểm chung của những cách làm giàu trên đều tập trung vào người muốn giàu có và đây được xem như cách tập trung tham lam. Bởi người kết hôn vì tiền thì chỉ lo đến tiền của bản thân họ, trong khi một số công ty lớn chỉ tập trung vào một vài cá nhân được chọn lọc để trở nên giàu có ngược lại kinh doanh tiếp thị mạng lưới lại là hình thức kinh doanh đặt trọng tâm ở nhiều người làm giàu chứ không phải ở một hoặc một vài cá nhân làm giàu nói cách khác phương pháp này sẽ chia sẻ sự giàu có với những ai có nghị lực ý chí tính kiên nhẫn và khát khao làm giàu nó không quan tâm đến việc bạn học trường đại học nào kiếm được bao nhiêu tiền có nổi tiếng hay không có bố mẹ là ai chủng tộc hay giới tính gì hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới chỉ quan tâm đến việc bạn có sẵn sàng học hỏi thay đổi và phát triển hay không và liệu bạn có đủ nghị lực để vượt qua trở ngại trên hành trình học cách trở thành chủ doanh nghiệp hay không so với các hệ thống làm giàu khác hệ thống kinh doanh tiếp thị mạng lưới có tính công bằng hơn điển hình như henry ford một trong những doanh nhân vĩ đại nhất trong lịch sử, trở nên giàu có bởi biết cách hoàn thành sứ mệnh của công ty ô tô Ford. Đó là dân chủ hóa ô tô. Cam kết của Henry Ford biến xe ô tô khả thi cho tất cả mọi người là một ý tưởng mang tính cách mạng vì thời điểm đó xe ô tô chỉ dành riêng cho người giàu. Bằng việc cắt giảm chi phí sản xuất và áp dụng dây chuyền lắp ráp để sản xuất hàng loạt ô tô đủ chuẩn với giá cả phải chăng, Ford đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Không chỉ khiến giá cả ô tô trở nên hợp lý, Henry Ford còn sẵn sàng trả lương cao nhất trong ngành ô tô và thường thông báo tình hình lợi nhuận đến công nhân, phát lại cho công nhân hơn 30 triệu đô la Mỹ hàng năm. Có thể thấy, Henry Ford giàu có, không những vì quan tâm đến nhu cầu của khách hàng mà còn lo lắng cho đời sống nhân viên. Sự nghiệp kinh doanh vĩ đại của Henry Ford bằng cách đó đã được xây dựng dựa trên sự rộng lượng cởi mở và vị tha chứ không phải là sự tham lam hẹp hòi như vậy tinh thần dân chủ và công bằng chính là những yếu tố làm nên tính đột phá của hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới trong việc làm giàu vì hầu hết con người đều rộng lượng và hay giúp đỡ người khác nên việc kết nối thành mạng lưới kinh doanh sẽ tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội giúp đỡ nhiều hơn nội dung thứ hai bán hàng là kỹ năng quan trọng nhất của kinh doanh khác với suy nghĩ của mọi người khả năng bán hàng mà cuốn sách này đề cập không đơn thuần là dùng lời lẽ khôn khéo để lôi kéo khách hàng mua sản phẩm mà còn bao gồm cả quá trình ta viết hay nói chuyện với người khác theo đó một giáo viên trung học bắt đầu bài giảng trên lớp cũng là đang bán hàng tổng thống kennedy hùng biện trước đám đông cũng là đang bán hàng trên thực tế khả năng bán hàng đã tồn tại ngay khi ta mới sinh ra thế nhưng khi lớn lên ta lại được dạy phải thôi đòi hỏi những gì ta muốn thôi vòi vĩnh và không được làm phiền người khác điều đó đồng nghĩa với việc ta đang học cách thôi bán hàng vì vậy nếu muốn có được thứ ta muốn trong đời ta buộc phải học lại khả năng bán hàng trong kinh doanh một thị trường hoạt động được nhờ có người mua kẻ bán tuy nhiên để mua được thì ta phải bán được trước đã một nước nghèo là nước không có thứ gì để bán hay nói đúng hơn là nước đó không bán được thứ nó có tương tự ở khía cạnh cá nhân có rất nhiều người giỏi nhưng lại không bán được tài năng có nhiều người độc thân vì không thành công trong việc thể hiện rằng mình là người tốt thế nào một doanh nghiệp dù dự trữ cả tấn hàng hóa nhưng nếu không bán được cũng sẽ phá sản nói cách khác việc bán hàng không chỉ tác động đến hoạt động kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống một người bán hàng giỏi sẽ là một người thành công để trở thành một người bán hàng giỏi trước tiên ta phải học cách vượt qua con người thất bại trong bản thân nghĩa là tìm cách chế ngự nỗi sợ hãi sự nghi ngờ hay lòng tự ti phần lớn mọi người không giỏi bán hàng vì họ sợ bị người khác từ chối người bán hàng giỏi cũng mang nỗi sợ đó nhưng sự khác biệt là họ đã vượt qua chứ không chịu khuất phục theo kiyosaki một trong những điều tuyệt vời nhất của tiếp thị mạng lưới là tạo cơ hội để ta đối diện với nỗi sợ hãi bị từ chối giải quyết nó vượt qua nó và giúp con người chiến thắng trong ta lộ diện tác giả nhớ lại lúc tham gia tập đoàn seros ông đã có một năm học việc và thêm một năm thử việc trong hai năm đó ông bị từ chối rất nhiều lần Mỗi khi ông gõ cửa một công ty nào đó, cô thư ký sẽ trả lời: "Công ty chúng tôi có máy photocopy rồi." "Chúng tôi không cần máy photocopy mới đâu, nhất là máy do Xerox sản xuất." "Hay. Sếp của tôi không muốn tiếp chuyện với nhân viên bán hàng." Những lúc đó, ông chỉ muốn chui xuống lỗ và chết đi cho xong. Thế nhưng, lời động viên của người cha giàu, người thành công nhất trên thế gian, là người bị nhiều người trên thế gian từ chối nhất đã giúp ông lấy lại được sự tự tin bởi mỗi khi bị từ chối ta sẽ có cơ hội sửa sai và đây sẽ là nền tảng cho sự học hỏi và bứt phá trong tương lai ngoài ra trưởng phòng kinh doanh của seros lúc đó charlie robinson đã hướng dẫn và luyện tập cách bán hàng cùng kiyosaki rất nhiều lần họ cùng phân tích phần chào hàng của kiyosaki thảo luận về những ưu khuyết điểm của nó và thực hành những bài tập riêng Điều này giúp Kiyosaki nâng cao kỹ năng bán hàng, củng cố sự tự tin để trở thành nhân viên bán hàng với kỹ năng xuất sắc. Đây cũng là nền tảng để Kiyosaki kiếm được hàng triệu đô la sau này. Nội dung thứ ba, giá trị quan trọng nhất của kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Lý do quan trọng nhất khiến Kiyosaki giới thiệu kinh doanh tiếp thị mạng lưới đến độc giả chính là hệ thống giáo dục của nó. Khi tham gia những buổi huấn luyện của vài công ty tiếp thị mạng lưới, ông có dịp gặp gỡ nhiều chủ doanh nghiệp thực tế trên thế giới, vốn khởi nghiệp từ con số 0. Và ông nhận ra, cái mà họ truyền đạt đến người khác chính là kinh nghiệm chứ không phải lý thuyết. Tham gia các buổi hội thảo, Kiyosaki không ngừng đồng ý với trao đổi thẳng thắn về những kỹ năng giúp người ta tồn tại trong môi trường kinh doanh thực sự. Tuy nhiên, điều mà tác giả coi trọng nhất là việc lãnh đạo của các công ty tiếp thị mạng lưới không chỉ giảng dạy kiến thức và kỹ năng thực tế về kinh doanh mà còn dạy cả thái độ và tinh thần cần thiết để thành công trong cuộc sống khác với quan điểm phổ biến trong môi trường giáo dục truyền thống là nếu anh làm việc không tốt anh sẽ bị mất việc hệ thống giáo dục của tiếp thị mạng lưới luôn cổ vũ hãy để tôi giúp anh hoàn thành công việc này tốt hơn hay anh muốn học bao lâu cũng được ngay khi anh còn muốn học tôi vẫn luôn ở bên anh hướng dẫn. Chúng ta cùng ở trên một con thuyền. Nói cách khác, hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới sẽ mang đến một loại hình giáo dục luôn động viên, cổ vũ và kéo người khác lên, chứ không phải đề bạc một vài người và làm hài lòng những người còn lại bằng khoản tiền kiếm được vừa đủ. Nhờ các môn học quan trọng như thái độ với thành công, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý tiền bạc, vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối, kỹ năng giải trình, vân vân. Việc tham gia kinh doanh tiếp thị mạng lưới có thể giúp một người có cơ hội được phát triển một loạt kỹ năng. Và dù bạn có đạt vị trí hàng đầu trong hệ thống này hoặc có kiếm được nhiều tiền hay không, nếu chương trình giảng dạy đủ tốt, các khóa đào tạo này vẫn hữu ích vì có thể giúp cải thiện cuộc sống của bạn. Trên đây là ba nội dung chính của quyển sách Dạy con làm giàu, tập 11 trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Người cha giàu thường nói với tác giả Robert Kiyosaki, cách thức làm giàu mà con chọn sẽ là cách thức phù hợp với giá trị con người con nhất. Thông qua những giá trị cốt lõi mà Kiyosaki đề cập, có thể thấy, kinh doanh tiếp thị mạng lưới hoàn toàn không dành cho mọi người. Nhưng nếu bạn là người thực sự muốn giúp đỡ nhiều người đạt được ước mơ và mục tiêu tài chính tốt hơn, thì đây có thể sẽ là hình thức kinh doanh đáng để cân nhắc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Dạy con làm giàu, tập 11. Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác trên ứng dụng Phonos. Phiên bản sách nói trọn vẹn của cuốn sách này đã có trên ứng dụng của chúng tôi. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để thưởng thức những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.